Các đồng chí trưởng đoàn, các vận viên chú ý. Chúng ta ổn định tổ chức để hội nghị được tiến hành. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, ban tổ chức xin công bố kết quả thi đấu giải bóng chuyền hơi ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi huyện Đan Phượng năm 2022 như sau. Nội dung: đội nam 55 tuổi trở lên giải nhất thuộc về xã Tân Lập, giải nhì xã Tân Hội, giải ba xã Đan Phượng và đồng giải ba là thị trấn Phụng. Giải phong cách do ban tổ chức, ban chuyên môn bình chọn ở nội dung đội nam thuộc về đội tuyển xã Trung Châu. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Nội dung đội nữ 50 tuổi trở lên giải nhất, đơn vị thị trấn Phụng. Giải nhì, đơn vị xã Hà Mỗ. Giải ba, đơn vị xã Tân Hội. Đồng giải ba, đơn vị xã Đan Phượng. Và giải phong cách do ban tổ chức, ban chuyên môn bình chọn, nội dung đội nữ thuộc về xã Đồng Tháp. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện lên tổng kết ngày hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, kính thưa các vị đại biểu, thưa các vận động viên. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi năm 2022 gắn với kỷ niệm lần thứ 32 Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô và thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2022 đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra. Ngày hội rèn luyện sức khỏe đã tổ chức đua tài của gần 300 vận động viên thi đấu môn bóng chuyền hơi người cao tuổi với hai nội dung, đội nam và đội nữ. Trên tinh thần thể thao cao thượng, giao lưu học hỏi, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho ngày hội những bàn thắng hay, những pha bóng đẹp. Tổ trọng tài điều hành các trận đấu chính xác, vô tư, khách quan theo quy định của điều lệ ngày hội. Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, vô tư, văn minh, lịch sự, khích lệ kịp thời các pha bóng đẹp, những trận bóng hay đã góp phần tạo nên khí thế sôi nổi trong ngày hội. Kết quả đã chọn được 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 2 giải phong cách của giải bóng chuyền hơi năm 2020 của người cao tuổi huyện Đan Phượng năm 2022. Từ kết quả này, ban đại diện Hội người cao tuổi huyện mong muốn đây là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào hoạt động của người cao tuổi nói chung và môn bóng chuyền hơi nói riêng được nhân rộng tới toàn thể các chi hội trên địa bàn huyện. Đề nghị Hội người cao tuổi các xã thị trấn thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho hội viên của mình để đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện trân trọng cảm ơn ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các phòng ban ngành của huyện và lãnh đạo các xã thị trấn, tổ trọng tài đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện và đến dự. Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, hội viên người cao tuổi, các vận động viên, cổ động viên trong toàn huyện để ngày hội rèn luyện sức khỏe năm 2022 thành công tốt đẹp. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc và trường thọ. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Công Phong lên điều hành phần trao giải. Sau đây là chương trình trao giải thưởng. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao từ giải ba, giải nhì, xong rồi cuối cùng là giải nhất. Và cuối cùng là trao giải phong cách do ban tổ chức và ban chuyên môn bình chọn. Đội đạt giải ba của nội dung đội nam 55 tuổi trở lên xã Đan Phượng. Xin mời xã Đan Phượng. Chúng tôi mời toàn bộ đội lên ạ.
Có 4 đội giải đồng, giải ba, nhưng mà chúng tôi sẽ lần lượt trao từng giải một, sẽ mời lên để ban tổ chức trao giải thưởng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Hồng Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nên trao giải thưởng cho các vận động viên. Xin trân trọng kính mời ông. Sau đàn tiếp theo là đội giải ba là của thị trấn Phùng chuẩn bị ạ. Xin mời thị trấn Phùng ạ. Trao một cờ nữa. Đây là một đơn vị. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Hồng Hoàn. Xin chúc mừng thành tích của đội tuyển xã Đan Phượng. Tiếp theo mời thị trấn Phùng. Vâng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Hồng Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trao giải thưởng giải ba cho đơn vị thị trấn Phùng. Xin phép là sếp Hoàn sẽ trao giúp cho ban tổ chức là 4 giải ba đồng loạt luôn ạ. Xin mời hai đội nữ xã Tân Hội và đội nữ xã Đan Phượng chuẩn bị. Tiếp theo là xã Tân Hội. Vâng, xin được chúc mừng thành tích đội tuyển thị trấn Phùng. Xin mời Tân Hội, đội tuyển nữ Tân Hội. Đội tuyển nữ Tân Hội cả chưa? Dạ vâng, kính mời ông Phạm Hồng Hoàn trao giải thưởng giải ba cho xã Tân Hội. Giải ba của xã Đan Phượng, đội nữ 50 tuổi trở lên chuẩn bị. Xin mời xã Đan Phượng. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Hồng Hoàn và xin được kính chúc chúc mừng thành tích các vận động viên. Tiếp theo, ban tổ chức trao giải thưởng giải nhì. Giải nhì nội dung của đội nam thuộc về xã Tân Hội. Giải nhì nội dung đội nữ 50 tuổi trở lên thuộc về xã Hạ Mỗ. Xin mời hai đội chúng ta đứng cùng hàng ngang. Xin mời Tân Hội và Hạ Mỗ chúng ta đứng thành hai hàng ngang. Đứng thành một hàng ngang không? Đứng dàn ra thành một hàng ngang. Vâng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nên trao giải thưởng cho các vận động viên. Xin trân trọng kính mời. Chúc mừng thành tích các vận động viên. Xin được trân trọng cảm ơn bà Phạm Thị Kim Anh. Tiếp theo, ban tổ chức trao giải thưởng
giải nhất. Giải nhất nội dung đội nam 55 tuổi thuộc về xã Tân Ập. Xin mời xã Tân Ập. Giải nhất đội nữ 50 tuổi trở lên thuộc về đơn vị thị trấn Phụng. Xin mời hai đơn vị, hai đội tuyển chúng ta đứng thành một hàng ngang. Tân Đập sao lại có 4 cầu thủ nhỉ? Thằng nữa đi ạ. Thằng này tí nữa đi cho đẹp với các bác ơi, sớm ra tí nữa đi. Rồi đây gọi lại với chụp đẹp, rồi sang đây tí nữa đi. Rồi sang đây cân đối cái đền trên kia. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện lên trao giải thưởng cho các đội. Xin trân trọng kính mời. Nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các đội. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Thìn. Tiếp theo, ban tổ chức sẽ trao giải phong cách do ban tổ chức và ban chuyên môn bình chọn. Giải phong cách đội nam thuộc về đơn vị xã Trung Châu. Xin mời đội nam xã Trung Châu. Giải phong cách do ban tổ chức bình chọn và ban chuyên môn bình chọn, nội dung đội nữ thuộc về đội nữ xã Đồng Tháp. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Bùi Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện lên trao giải thưởng cho các đội. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức đề nghị đội trưởng của đội nam Trung Châu đề nghị khẩn trương. Vâng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các đội. Xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Quyên. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, giải bóng truyền hơi ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi huyện Đan Phượng năm 2022 thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố bế mạc giải bóng truyền hơi huyện Đan Phượng năm 2022. Xin trân trọng được cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo. Cho em xin lỗi tất cả những bộ bóng cờ đi hai cờ đây thôi. Đây cũng là thị trấn. Không, đây thị trấn riêng. Xong chưa?
đứng lệch á, hàng trên nhất đứng sang bên này chút á. Rồi, hàng trước nhất đứng sang bên này một chút cho em ạ. Rồi, ít rồi, rồi, đẹp, đẹp rồi ạ. Nghe các sếp căng thẳng quá, cười lên đi ạ.